Hai anh em, nay mình xin tiến hành đập hộp con Moer GE150, sản phẩm mới ra. Đây, tay mình là Moer GE150, có bằng kim loại ha, chắc chắn, sau màu xanh này. Đây mình có những cái cổng mà đầy đủ. Ok, một cái cáp USB ha. Cáp USB để connect với lại máy tính. Ở đây là củ sạc. Mình sẽ thấy có phía sau, mình sẽ thấy có như những cái khác thôi, có cổng AUX input, left right thì mình không nói rồi. Ở đây mình có cái cổng phone, đây là cổng USB nguồn vào, và ở đây mình có cái cổng để mà thu âm qua điện thoại, là cái chức năng OTP nè, đây ngay vị trí này, nó là micro USB thôi. Mình sẽ mua thêm cổng đó. Thì cái Wistar Guide này nó sẽ hướng dẫn cho mình về cái những cái lưu ý nè, lưu ý nhất định là bên đây mình sẽ có hướng dẫn về những cái thông số, những cái nút gì đó, cái cách tên gọi, chức năng hiệu chỉnh nó là cái gì. Và tới phần này là phần connection, connect như thế nào. Nó có những cái connect là connect input do amply nè, cho power arm nè, connect to Epiclub nè, ở home stereo thì như thế nào, connect của LiSO thì sao ha. Ở đây và chức năng OTG Fusion nè, sẽ hướng dẫn cho mình luôn. Đó, đây là Wistar Guide. Hôm nay mình xin lên nguồn con GE150 ha. Giao diện của nó như thế này thì nó thừa hưởng của đàn anh GE200. Mình sẽ có được cái nút master tổng ở đây để mình chỉnh volume ha. Mình có cái nút mod để chỉnh những cái giá trị này, FX, Distortion, Amp, Cabinet gì đó. Mình sẽ thông qua nút này xoay tròn và nhấn, và tương tự cái chỉnh những cái thông số bên trong thì thông qua cái nút Value. Đây mình có là lên dây là Horn for Tuner, muốn Lubber thì Horn for Lubber ở đây, pedal. Giả sử cái nhà sản xuất cho mình là 200 bạc bạc sao ha, thì mình có quyền mình tinh chỉnh trong đây theo ý của mình. Giả sử thí dụ một, mình nói về cái đây là những tiếng mặc định của nhà sản xuất ha. Đây thí dụ tiếng đầu tiên của nó là 65 clean nè, thì đang xài là có FX, có AM, có Cabinet nè, có Reverb nè. Mình muốn coi cái nào mình sẽ dặn qua. Giả sử mình dặn trên đây thì cái đèn này nó sẽ sáng nè, có nghĩa mình đang vị trí này. Thì trong đây nó sẽ xài cái gì? Nó xài là cái AM là Zero, nó xài cái FX nó là Zero Com ha. Đây và bốn cái thông số của nó đây, Abstract nè, Track nè, Register, Level. Thì mình sẽ có cái chữ, anh em sẽ thấy có chữ On Off đây. Nếu mình muốn bỏ cái này đi, mình sẽ nhấn giữ xuống thì nó sẽ off, có nghĩa là cái part này nó sẽ bỏ cái thằng FX này đi ha, không xài cái này. Em muốn on thì bật nó lên, đây là on. Ok, và bây giờ giả sử đang xài Yellow Chrome, mình muốn chọn qua cái khác thì mình sẽ sử dụng cái nút trên này. Mình sẽ nhấn giữ thì nó sẽ chuyển ra cái màu 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 trạng thái màu vàng, sau đó mình sẽ dặn nó có là Blue Chrome ha, có Yellow Chrome, có Touch White gì đó, mình thu muốn cái nào thì mình sẽ chỉnh theo cái đó. Ok, giả sử mình chỉnh theo cái này rồi, mình muốn chỉnh những cái thông số dưới đây lại đó, thì mình lại tiếp tục mình xoay tới một vị trí nào đó mình muốn chỉnh thì mình lại nhấn xuống đó, thì mình lại chỉnh ha, rất là dễ thao tác. Nói chung mình thấy bên Moer mà để mà set up chỉnh mà rất là nhanh. Ngoài cái chuyện anh em lên máy tính làm thì mình không nói ha, còn nếu mà chỉnh thao tác tay á thì cái phím xoay này nó sẽ rất là tiện ích, chỉnh rất là nhanh gọn. Ví dụ mình mới chuyển mà mình coi thử cái am của nó đang xài là cái am gì. Nó đang xài là cái am là đây, số 1 đây. Mình muốn không thích cái am này, mình muốn cái am khác thì anh em lại dặn về đây. Nhấn vô và mình sẽ dẫn thôi. Thì đối với những cái phần effect của con này á, thì nó
thừa hưởng của GE200 thì em và những phần effect nó có hầu như là tương tự như GE200. Effect có rất là đầy đủ, những giả lập em mọi cái có đầy đủ cho anh em lựa chọn. Tương tự những cái khác thôi anh em ha. Đây mình có cabinet nè, noise gate, có EQ, modulation, delay, reverb ha, tương tự đó. Giả sử mình muốn xong rồi anh em muốn lưu thì chỉ cần nhấn cái nút save ngay tay mình. Đây có nút save đây. Nhấn save vào thì ngay vị trí này mình muốn chọn nó là của cái nào. Giả sử mình muốn nó là không muốn B01, mình muốn chọn nó là B mấy đó thì anh em lại dặn vị trí này từ 0 đến 200. Và cái không thích mình dặn qua đây thì mình sẽ được tinh chỉnh cái tên ha, tương tự thôi, tương tự như E200. Sau đó mình nhấn save là sẽ lưu thôi. Còn anh em muốn đang ở chỗ vị trí khác muốn quay về hành chính thì nhấn chữ play. Ok. Chữ play thì quay về đây. Ngoài ra chức năng là ESP này thì để cài đặt cái nút này thì anh em sẽ qua đây để cài đặt cái pedal ha. Ở đây thì cái trống. Đây mình có trống rồi, nhấn vào đây trống. Đó, mình sẽ có được cái trống và những cái điệu của nó hay cái gì đó mình muốn chọn thì mình vào đây. Tempo ha, cái size đó là cái điệu nè. Mode là cái trống thì mình không có trống, mình có metronome. À, có hai trạng thái đó mình lựa chọn. Ok. Còn cái tab này thì mình xin phép mình không nói. Cái tab này là cái nút này mình không có sử dụng rồi, của nhà sản xuất rồi. Mình quay về đây. Ví dụ giờ mình muốn tắt trống nó đi. Ok. Tắt trống thì cần nhấn vô thì cái đèn nó tắt thì nó sẽ tắt nha anh em. Mình vào còn ở system, system thì mình có cái gì? Ta mình sẽ có input level. Rồi và mình có capsim through. À, có OTG out này là lúc mà mình muốn chọn cái chức năng để mà thu âm qua điện thoại á thì mình ngoài cái chuyện connect vào đây thì mình phải vào đây ha. Rồi nhấn vào đây, mình kích hoạt nó lên ngay chỗ vị trí này ha. Và ngoài ra ở đây thì có reset để mặc định về nhà sản xuất. Screen là độ sáng màn hình thôi. Rồi, input level vào, nói chung là những thông số rất đơn giản anh em ạ. Ok, muốn quay về đây. Thì 200 part này á, cộng với lại những cái effect, chuỗi effect này thì dư sức cho anh em có thể tạo ra được những cái sound mình mong muốn, đáp ứng khá đầy đủ chuyện mà mình đi show hoặc là tập luyện ở nhà. Đối với một cái con tầm phổ thông này, giá dưới 4 triệu thì mình thấy rất là hợp lý. Anh em quan tâm thì liên hệ Amigo ha. Sẽ có giá tốt bên mình bán thì sẽ kèm cái nút đặt màu cho anh em. Ở đây làm tiếng và free ship. Cảm ơn anh em, hẹn anh em những clip sau.